Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các cô chú, anh chị và các bạn đi tham quan một vòng thành phố nơi mình ở, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, vào mùa thu nhìn như thế nào nhé. Cái này là chỉ là cỏ dại thôi, mà đặc biệt là mùa thu nó sẽ nở bông màu vàng rất là đẹp. Có nhiều nơi nhìn nó hoang, nhìn nguyên cả một cái vùng nó màu vàng hết, rất là đẹp. Nhưng mà khi mà nhiệt độ lạnh xuống thì nó héo queo rồi nó sẽ khô đi và nó bong chóc cái gốc rễ đi, bay đi khắp nơi hết. Cái view này là mình đang đứng ở trên một cái đồi, cũng không cao lắm, nhưng mà cũng có thể thấy là xa xa đằng kia, xa xa trên thấy một cái dòng sông Columbia River, nơi là nơi có rất là nhiều cá hồi đó. Mùa này cũng là mùa cá hồi. Mình đi xuống đi một vòng đi xuống cho các cô chú anh chị và các bạn xem khung cảnh xung quanh một chút. Những ngôi nhà trên này thì khoảng chừng 600.000 đô, và mắc nhất khoảng chừng là 700.000 đô. Bên phải là rất là nhiều cỏ dại màu vàng, nhưng mà người ta đã dọn bớt rồi đó, nhìn nó mới sạch vậy đó. Rồi bây giờ thì mình đi dạo một vòng xem những cái hàng cây lá vàng rất là đẹp. Xin lỗi các cô chú, anh chị và các bạn, hơi run một chút, không hiểu sao đã để máy quay trên xe mà nó rung như vậy á. Nhưng mà thôi, các cô chú, anh chị, các bạn ráng xem giùm, thì cảnh đẹp quá mà. Có tí xíu thôi. Hàng cây này là người ta trồng là để chắn gió. Bên trong nó là một cái vườn táo và cherry. Đó, mình sẽ dẫn các cô chú và anh chị và các bạn vào bên trong xem như thế nào. Đó. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp. Nhưng mà bên ngoài á, thực tại bên ngoài nhìn còn đẹp hơn. Xin lỗi nha. Xin lỗi các cô chú anh chị, các bạn rất là run. Rồi, bây giờ thì mình đã vào bên trong của cái vườn táo. Đó, cái hàng cây lá vàng đây nè. Hôm nay trời mát, rất là mát, gió nhẹ nhẹ, nhưng mà cũng là tạo được một cái âm thanh tiếng lá xào xạc, cũng ồn lắm á, nhưng mà rất là mát. Nên mà có gió thì lá nó mới rụng. Mùa thu mà rất là đẹp. Thank you.
Đây là một cây táo bây giờ thì người ta đã thu hoạch hết rồi. Số táo còn lại trên cây chỉ là mót thôi. Những số dư còn lại nó táo nó nhỏ hơn và nó cũng bị hư rồi. Thì người ta để vậy thôi chứ người ta không không thu hoạch xuống. Nó tự rụng xuống. Còn rất là nhiều á. Nhưng mà sâu hết rồi. Còn bây giờ mời các cô chú, các anh chị và các bạn tham quan một cái farm stand, chỗ là nơi bán những cái nông sản từ trong cái nông trại họ mang ra. Đây là một cái mê cung mà họ là cái maize á, tiếng Anh gọi là maize. Họ làm bằng mấy cái cỏ khô, cái mấy cái cỏ này người ta dùng để cho ngựa, cho bò ăn. Và họ làm ra những cái maize này nhỏ nhỏ, cái này là nhỏ thôi cho mấy đứa bé bé chơi thôi. Rất là vui. Còn đây là hoa bắp cải, nó giống như cái bắp cải thôi chứ không phải bắp cải, chỉ có mùa thu mới có đó. Bên trong thì người ta bán hoa hoa cúc nè, mùa thu là mùa hoa cúc ở bên này rất là nhiều đó. Hôm nay gió quá trời. Như những cái này á, là ai mua là họ bán hết. Ví dụ như ai mua mấy cái trái bí rọ này nè thì họ bán hết. Những cái cỏ này họ bán luôn. Và đây là nơi họ dành cho khu vực cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa bé có thể tô màu lên mấy cái trái bí này nè, miễn phí luôn. Họ muốn cầm về thì họ trả tiền cái trái bí đó thôi. Còn nếu mà ở đó chơi thì không có tính tiền. Đủ hình dáng và kích cỡ của những cái trái bí đỏ rất là đẹp. Đang tô màu mấy cái trái bí rọ ở đây. Đây là bên trong họ bán những cái nông sản của cái mùa này thì là có dưa hấu, bí rọ và đủ các loại bí rọ hết, rất là đẹp. Đây là những cái trái bầu, giống như trái bầu Việt Nam mình, nó một dạng khác. Ong à, các là sản phẩm họ làm ra rất là nhiều. Và bây giờ mình xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Mình kết thúc cái video của ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại vào một cái video khác. Bye bye.